Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh Bình Phước liên tục tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn. Kết quả cho thấy là số người vi phạm đang có chiều hướng giảm mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm vì nhiều lý do như là không từ chối được lời mời của bạn bè nên phải trả giá bằng việc tạm giữ phương tiện và nộp phạt. Hình ảnh quý vị đang thấy là một người đàn ông đang bị lực lượng chức năng đề nghị kiểm tra nồng độ cồn. Người đàn ông này nhiều lần từ chối và phải mất thời gian khá lâu thuyết phục cảnh sát giao thông mới đo được kết quả là 0,154mg trên 1 lít khí thở. Quá trình làm việc, người này cho biết bản thân vừa bị xử phạt nồng độ cồn vào cuối tháng 4. Nay, giờ lại bị xử phạt tiếp. Nguyên nhân là anh vừa có cuộc gặp gỡ bạn bè nên uống xã giao vài ly rồi về thì gặp tổ công tác. Còn cô gái này cũng đang bị lập biên bản vì kết quả đo nồng độ cồn ở mức là 0,03mg trên 1 lít khí thở. Cô gái khá bối rối vì không thể ngờ rằng chỉ một ly rượu nhỏ thôi mà bản thân lại gặp phải rắc rối. Tại này em cũng uống có một ly á. Dạ, tại nay sinh nhật bạn em. Vì em chỉ biết là đi xe nhưng mà em chỉ uống có một ly nhỏ thôi nè anh, ly rượu á. Cũng trong ca tuần tra kiểm soát này, còn có trường hợp một thanh niên trên đường đi mua đồ ăn tối về cho vợ thì bị xử phạt. Sau nhiều lần xin bỏ qua không được, anh đã khóc ân hận vì trước đó ít phút đã lỡ uống với bạn vài ly rượu. Trong khi kinh tế gia đình rất khó khăn và chiếc xe mới mua để hai vợ chồng cùng đi làm công nhân. Đối với xe mô tô thì đa số là bây giờ là công nhân lao động và thanh niên là sử dụng rượu bia. Trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát giao thông tuyến DT1 chúng tôi sẽ quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý nồng độ cồn và xây dựng văn hóa uống rượu bia thì không lái xe. Phần lớn những trường hợp bị xử lý vi phạm đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Chỉ vì cả nể với bạn bè rồi bị xử lý vi phạm làm cho kinh tế càng khó khăn hơn. Do vậy, thông qua những câu chuyện này, mọi người cân nhắc trước khi uống rượu bia để vừa đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho bản thân, vừa hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế khi uống một ly đi vài triệu đồng.